Thảo Vi xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi những cập nhật mới nhất diễn biến chiến tranh Nga-Ukraine cũng như chiến sự giải Gaza chiều tối ngày 28 tháng 10 năm 2023 của The Saigon Post. Thưa quý vị, nói sơ qua về bối cảnh giao tranh Hamas-Iran ngày thứ 22, được biết quân đội Iran đã tiếp tục đột kích trên bộ vào giải Gaza vào tối qua theo giờ địa phương sau khi pháo kích dữ dội bằng pháo và hỏa tiễn bắn từ máy bay quân sự. Theo đó, lực lượng phòng vệ Israel tiến vào giải Gaza bằng xe bọc thép và tham gia trận chiến với quân Hồi giáo. Quân đội Israel, IDF, đã mở rộng hoạt động trên bộ giải Gaza. Vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 10, các lực lượng bổ sung của Israel đã tiến vào khu vực này bằng xe bọc thép. Jerusalem nhấn mạnh rằng hiện tại không có cuộc thảo luận nào về một hoạt động trên bộ quy mô lớn ở Gaza. Thiếu tướng IDF, Niedina nói với các phóng viên. Quân đội và xe tăng của chúng tôi đang ở bên trong giải Gaza. Họ đang hoạt động, nhưng quân đội và xe tăng của chúng tôi cũng đã ở bên trong Gaza ngày hôm qua. Thật vậy, một đội quân hạn chế của quân đội Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào khu vực này trong những tuần gần đây. Việc mở rộng các hoạt động trên bộ ở Gaza diễn ra sau đợt pháo kích lớn của Israel vào cơ sở hạ tầng của Hamas. Theo các nguồn tin hồi giáo, giao tranh đang diễn ra ở ít nhất hai khu vực ở Gaza. Điều đáng chú ý là Jerusalem đã chính thức nêu tên hai mục tiêu trong cuộc chiến chống lại Hamas bao gồm tiêu diệt hoàn toàn nhóm hồi giáo cực đoan cũng như giải phóng các con tin bị phiến quân bắt giữ trong cuộc xâm lược của Hamas vào Israel đầu tháng 10. IDF đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự trên bộ toàn diện ở Gaza. Tuy nhiên, người Israel không vội vàng thực hiện nó, kể cả do áp lực từ bên ngoài có nguy cơ lớn là các nước khác sẽ tham gia xung đột nếu Jerusalem có những hành động quyết đoán hơn. Trong chiến dịch trên bộ qua đêm của lực lượng phòng vệ Israel ở giải Gaza, đã xảy ra một số cuộc đụng độ giữa quân đội và những kẻ khủng bố Hamas. Không có binh sĩ nào của IDF được báo cáo bị thương trong các cuộc đụng độ. Quân đội tin rằng họ đã tiêu diệt được một số kẻ khủng bố Hamas trong cuộc đột kích và nói rằng họ đã phá hủy cơ sở hạ tầng của nhóm khủng bố bộ binh IDF, lực lượng công binh chiến đấu và xe tăng vẫn ở lại giải Gaza vào giờ này khi chiến dịch trên bộ vẫn tiếp tục. IDF đã mô tả cuộc đột kích là một hoạt động trên bộ mở rộng, chứ không phải là một cuộc tấn công toàn diện trên bộ. Trong khi đó, IDF cho biết không quân đã tấn công khoảng 150 địa điểm dưới lòng đất của nhóm khủng bố Hamas. Họ nói thêm rằng một số kẻ khủng bố Hamas đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Các báo cáo của người Palestine từ Gaza rất khan hiếm sau khi các dịch vụ internet và điện thoại bị sập trong bối cảnh Israel bắn phá đêm qua. Người đứng đầu lực lượng được gọi là lực lượng trên không của Hamas, Isam Abu Roubet, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích qua đêm. Lực lượng phòng vệ Israel và các cơ quan an ninh Shin thông báo. IDF cho biết Abu Rokbat chịu trách nhiệm quản lý các máy bay không người lái, dù lượng, hệ thống phát hiện trên không và phòng không của nhóm khủng bố. Quân đội nói rằng, người đàn ông này đóng một vai trò trong việc lập kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công dữ dội ngày 7 tháng 10 của Hamas bằng cách chỉ đạo những kẻ khủng bố tiến vào miền nam Israel bằng dù lượng, cũng như các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các trạm quan sát của lực lượng phòng vệ Israel. Vào ngày 14 tháng 10, IDF thông báo rằng họ đã tấn công và tiêu diệt người đứng đầu lực lượng không quân trước đây của Hamas, Murad Abu Murad. Trong bối cảnh Iran đã bắt đầu triển khai cuộc tấn công trên bộ vào giải Gaza ở Palestine nhằm truy quét các tay súng của nhóm vũ trang Hamas, các lực lượng đồng minh phương Tây đã rầm rộ bổ sung lực lượng đến khu vực biển phía đông địa Trung Hải để hậu thuẫn cho Tel Aviv Trước đó, đại diện thường trực của Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Erden tuyên bố rằng Tel Aviv không gây chiến với người dân Palestine mà chỉ tìm cách đánh bại lực lượng Hồi giáo Hamas. Đồng thời, Israel cũng tuyên bố không muốn gây chiến với các nước và tổ chức vũ trang khác, nhưng họ cũng sẵn sàng đối đầu với cuộc chiến tranh trên tất cả các mặt trận, ám chỉ cuộc chiến với nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban và thậm chí là cả quốc gia thù địch là Iran giới truyền thông đưa tin để tăng cường hỗ trợ cho đồng minh quan trọng nhất ở Trung Đông. Vào ngày 26 tháng 10, một máy bay vận tải quân sự chở binh sĩ của lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã hạ cánh xuống một sân bay không xác định ở khu vực xung quanh Israel. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder lưu ý rằng, cho đến thời điểm này, khoảng 900 binh sĩ Mỹ đã được triển khai hoặc đang trong quá trình triển khai tới khu vực để hỗ trợ đồng minh Trung Đông theo tiết lộ họ chủ yếu là những binh sĩ vận hành các hệ thống phòng không chủ yếu là patriot ở các nước xung quanh israel nhằm ngăn chặn kịp thời các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái uav từ bên ngoài vào lãnh thổ nhà nước do thái Bên cạnh đó, Mỹ cũng đã điều hai cụm hàng không mẫu hạm, một cụm tàu đổ bộ tấn công, cùng với tổng cộng khoảng 10 khu trục hạm và tuần dương hạm ở Biển Đỏ và Địa Trung Hải, nhằm hỗ trợ Israel chống lại các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn hành trình và máy bay không người lái từ hướng biển. Trước đó, vào hôm 18 tháng 10, khu trục hạm lớp Oliver mang số hiệu DDG 64 USS Carney của Mỹ đã bắn hạ 19 mục tiêu bao gồm bốn hỏa tiễn hành trình và 15 dùi vì tự sát của lực lượng Houthi Yemen bắn từ phía Nam Biển Đỏ lên phía Bắc để tấn công vào lãnh thổ Israel. Để bày tỏ sự ủng hộ đối với đồng minh phương Tây của Israel, Pháp cũng tuyên bố điều một tàu hàng không mẫu hạm trực thăng đa năng lớp Mistral cùng 450 lính thủy quân lục chiến đến đông địa Trung Hải giúp Israel. Ngoài ra, còn có thêm một số tàu chiến, máy bay và lực lượng đặc biệt của Australia và Đức cũng được gửi đến bờ biển phía tây Israel. Bên cạnh đó, ngày thứ 22 giao tranh hamas israel cũng chứng kiến việc lực lượng phòng vệ Iran đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài với Hamas ở dãy Gaza. Với mục tiêu bao trùm và phá vỡ những gì lực lượng Israel tin là chiến lược của Iran nhằm bao vây Israel bằng lực lượng dân quân liên kết với Teheran. Michael Edelstein, một thiếu tướng IDF đã nghỉ hưu, người đã trở lại phục vụ trong Bộ Tư lệnh miền Nam đã nói về điều này. Nó sẽ là bao lâu? Ông tự hỏi, sẽ lâu chừng nào chúng ta còn cần đạt được cảm giác an toàn và an ninh cho người dân của mình. IDF tiếp tục chiến dịch ném bom lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Gaza do Hamas lãnh đạo. Edelstein cho biết các lực lượng Israel hiện đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của hoạt động, bao gồm cả điều động vào Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Tư xác nhận rằng một cuộc tấn công trên bộ như vậy đang được thực hiện, nhưng không tiết lộ ngày tháng. Edelstein cũng cung cấp một số chi tiết. Mặc dù ông cho biết IDF phải đối mặt với thách thức lớn trong việc cân nhắc các mục tiêu vừa tiêu diệt Hamas như một thực thể quân sự và chính trị đang hoạt động, vừa bảo vệ mạng sống của hơn 200 con tin được cho là đã bị nhóm này bắt giữ trong giai đoạn đầu về cuộc tấn công lịch sử của nó. Tuy nhiên, ông đã chỉ ra vai trò của Iran trong hoạt động của Hamas, điều mà cho đến nay vẫn bị các quan chức Mỹ và Israel đánh giá thấp cũng như bị chính Iran phủ nhận. Edelstein nói, họ được người Iran huấn luyện, họ được người Iran trang bị nhưng họ cũng được lực lượng vệ binh cách mạng Iran huấn luyện. Mặc dù nói rằng ông không thể chia sẻ quá nhiều về thông tin tin báo hỗ trợ cho những tuyên bố như vậy, nhưng ông cho biết dấu chân Iran đáng kể trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 và nhiều dấu vết đó có thể sẽ được tiết lộ theo thời gian. Đại diện thương trực của Israel tại Liên Hợp Quốc, Gilad Eden, cũng nhắm vào Iran trong sự kiện này. Ông cáo buộc Cộng hòa Hồi giáo đang cố gắng bảo vệ Israel bằng các đội quân khủng bố bao gồm cả Hamas và phong trào Hezbollah của Liban hùng mạnh. Lực lượng của lực lượng này thậm chí còn đông hơn một số quân đội phương Tây, theo Edan. Khi các lực lượng dân quân này, bao gồm cả các nhóm trục kháng chiến ở Iraq và Syria, Yemen và các nơi khác, trở nên táo bạo hơn, Edan nói, một ngày khi Iran trở thành cương quốc hạt nhân, nước này có thể cung cấp một chiếc ô hạt nhân cho các lực lượng này. Thưa quý vị, tạm rời Gaza để đến với chảo lửa ở Đông Âu. Chiến tranh Nga-Ukraine ngày thứ 612 chứng kiến việc quân Ukraine lại tiến lên phần nào và đẩy lùi quân xâm lược ở tảng ngạn sông Dnieper ở vùng Kherson. Điều này đã được ABC Ukraine đưa tin có tham khảo báo cáo của ISW. Đoạn phim định vị địa lý được công bố vào ngày 27 tháng 10 cho thấy các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến xa hơn về phía nam tại cầu ô tô Antonovsky phía bắc Ometsky, cách thành phố Kherson 7 km về phía nam và cách sông Dnieper 4 km. Bên cạnh đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cũng thông báo quân đội Ukraine tiếp tục các hoạt động tấn công ở khu vực Bắc Mút của vùng Donetsk và theo hướng Melitopol ở vùng Zaporozhye. Dưới đây là những phát hiện chính từ ISW. Trong đêm 26-27 tháng 10, quân đội Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công hỏa tiễn vào Ukraine. Vào ngày 27 tháng 10, những cá nhân không rõ danh tính đã cố gắng ám sát cựu chính trị gia ly khai Ukraine, Oleg Tsarev, được Nga hậu thuẫn. Chính quyền Nga có thể đã buộc các tù nhân chiến tranh Ukraine và nhập lực lượng tình nguyện sẽ chiến đấu ở Ukraine, vi phạm rõ ràng Công ước Geneva về tù nhân chiến tranh. Vào ngày 27 tháng 10, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công gần Avdiivka, nhưng không đạt được thành công nào được xác nhận. Trước đây có thông tin cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine có chỗ đứng vững chắc tại một đầu cầu ở tả ngạn vùng Kherson và nó đang được mở rộng. Tiếp theo là cập nhật tổn thất của quân xâm lược Nga tại Ukraine trong 24 giờ qua. Theo đó, vào ngày thứ 612 của cuộc chiến, lực lượng của Nga đã vơi bớt đi 740 kẻ chiếm đóng, như vậy, tổng số tổn thất của quân đội Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược là 298.420 quân nhân. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy 18 hệ thống pháo binh, 23 xe chiến đấu bọc thép và 22 xe tăng của quân xâm lược. Điều này được RBC Ukraine đưa tin dựa trên dữ liệu từ Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine. Theo đó, tổng thiệt hại của Nga từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến 28 tháng 10 năm 2023 là khoảng Nhân sự khoảng 298.420 cộng 740 người đã bị loại khỏi vòng chiến trong ngày qua. Xe tăng 5.167 cộng 22 chiếc, xe chiến đấu bọc thép 9.749 cộng 23 chiếc, hệ thống pháo binh 7.180 cộng 18 đơn vị, MLRS 834 đơn vị, hệ thống phòng không 558 cộng 2 đơn vị, máy bay 320 đơn vị, máy bay trực thăng 324 chiếc, UAV cấp tác chiến chiến thuật 5399 cộng 9 chiếc, hỏa tiễn hành trình 1541 cộng 3 đơn vị, tàu thuyền 20 đơn vị, tàu ngầm 1 đơn vị, thiết bị ô tô và xe bồn 9524 cộng 11 chiếc, thiết bị đặc biệt 1011 đơn vị tình hình ở phía trước. Theo các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh này SW, các chiến binh Ukraine hiện đang tiến hành phòng thủ tích cực theo hướng Bắc Mút, đồng thời nếu có thể thực hiện các hành động tấn công để cải thiện vị trí chiến thuật của họ. Đồng thời, quân đội đã đạt được một số tiến bộ và đẩy lùi những kẻ xâm lược ở tả ngạn sông Dnipro ở vùng Kherson. Đức bàn giao hệ thống phòng không Iris-T SLM cho Ukraine. Chính phủ Đức ngày 27 tháng 10 cho biết, Đức đã bàn giao hệ thống phong không Iris-T SLM, hỏa tiễn Iris-T SLM, 5.000 quả đạn pháo 155 ly và các thiết bị hỗ trợ quốc phòng khác trong khuôn khổ chuyến hàng viện trợ mới nhất cho Ukraine. Ngoài ra, lô viện trợ mới còn bao gồm 4 xe bọc thép chở quân, 8 máy bay không người lái trinh sát Vector, radar giám sát trên không TRML-4D, 4 radar mặt đất, Năm tàu không người lái, Berlin cho biết, đạn dược cho hệ thống hỏa tiễn phóng loạt Mars 2, bốn máy kéo với semi-remote cùng 10.000 kính bảo hộ cũng đã được chuẩn bị. Chính phủ Đức lưu ý rằng, năm nay, Kiev đã nhận được 5.400 tỷ euro viện trợ quân sự từ Berlin. Trước đó, Đức đã chuẩn bị một gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ euro để tăng cường phòng không cho Ukraine. Gói viện trợ bao gồm Patriot hệ thống phòng không iris và pháo tự hành Jepard để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine khỏi các cuộc không kích của Nga. iris là hệ thống hỏa tiễn tầm trung được thiết kế để đánh chặn hỏa tiễn hành trình và hỏa tiễn đạn đạo, cũng như máy bay phản lực, trực thăng và máy bay không người lái. Bệ phóng có thể dựa trên khung gầm bánh lốp màn 8x8 hoặc bánh xích xe địa hình BVS-10 và mang theo 4 hoặc 8 thùng chứa hỏa tiễn để phóng thẳng đứng. Phương tiện chính để phát hiện các vật thể trên không là radar SIFA GBMMR với lưới anten hoạt động theo pha. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể hoạt động cùng với radar TRML 4D của Đức, giúp phát hiện các mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 250 km. Iris có hai chế độ bắn, khóa trước khi phóng và khóa sau khi phóng, cho phép đánh chặn hiệu quả mục tiêu tại mọi góc độ trong nhiều điều kiện giao tranh. Phiên bản SLM cho phép bắn trúng mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 40 km, còn với phiên bản SLS ngắn hơn khoảng 25 km. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Sun Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.